chào mọi người, mình là Hưng. Mình vừa mới chia tay chia chân với một quả người yêu cực phẩm. Mình ngoi lên hôm nay để kể cho các bạn nghe về câu chuyện giữa mình và cô người yêu không kiếm đâu được cho mọi người nghe. Mình quen Lan từ hồi lên đại học, hôm đến trường nhập học, Lan bắt chuyện với mình, sau đó trở thành bạn bè, trở thành người yêu. Nếu để nhận xét thì Lan là một đứa thông minh, có ngoại hình ổn và đặc biệt ăn nói cực kỳ khéo nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà Lan dựng nên để lợi dụng người khác thôi các bạn. Yêu đương với nhau 2 năm, mình đã dành rất nhiều tình cảm lẫn tiền bạc cho cô bạn gái của mình. Nào là điện thoại mới, váy vóc mới, rồi đồ trang điểm. Chỉ cần Lan thích là mình sẵn sàng mua tặng cho cô ấy. Mình đã nghĩ Lan là một người bạn gái hoàn hảo, xinh xắn, tinh tế. Đúng là người vừa đẹp, vừa đẹp người, vừa đẹp nết mình đã có dự tính đưa Lan về ra mắt gia đình rồi, nhưng không ngờ là phải dừng kế hoạch đó lại. Có lần thằng bạn thân của mình chụp được ảnh Lan đi chung với một ông chú nào đấy cũng có tuổi rồi. Theo như lời thằng bạn mình kể, nhìn Lan khoác vai ôm eo ông chú kia cũng thân thiết lắm, lại còn âu yếm gọi anh gọi em. Mình nghe xong cũng ngớ cả người, chẳng lẽ một thằng con trai cao một m 75 như mình lại tự nhiên cao lên thành 2m. Cái lúc mà mình tìm Lan đối chất, người yêu mình chối bay chối biến, lan bảo đấy là người nhà của cô ấy nhìn ông chú đó lớn tuổi thế thôi nhưng theo vai vế trong nhà phải gọi lan bằng chị mình nói thật mình dễ tính chứ mình không có bị ngu người nhà nào mà ôm hôn hoàng vai khoác eo như vậy mình cũng đã cảnh cáo lan đừng có cắm cho mình cái sừng trên đầu lan chỉ cười hì hì còn bảo là mình cứ lo xa lo xa còn hơn không mọi người ạ à. bản đi một khoảng thời gian mình lại thấy nhìn thấy lan đi cặp kè với cả một ông chú lớn tuổi khác lần này là mình tận mắt chứng kiến chứ không phải là nghe ngóng từ ai cả nhưng mình không vội vạch trần đôi trai già gái trẻ này mình quyết định lên một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng để vạch trần bộ mặt giả dối của bạn gái mình mình dùng một khoản tiền nhỏ giờ người ta theo dõi cô bạn gái mình ôi trời không điều tra thì thôi chứ đến khi điều tra được rồi mình mới ớ ớ con lợn gợi tình luôn mọi người ạ à. cô bạn gái mà mình cặp kè một lúc với năm người mà đều là mấy ông chú đã có vợ có con rồi chứ chẳng trẻ trung gì cả tao không ngờ luôn đó hưng mày vớ được quả người yêu mặn còn hơn cả nước mắm Cát hải thế này á tráp một lúc năm ông hưng ạ à, tao nói thật mày đem cái đống ảnh này gửi quách cho mấy bà vợ ấy phụ nữ mà người ta đánh ghen dễ hơn mình mày lao vào đánh nó thiên hạ lại đánh giá mày đấy nghe mấy đứa bạn của mình nói thế mình cũng chẳng biết làm gì nghĩ đến mấy vị đánh ghen mà mình từng đọc trên mạng mình cũng không muốn lan phải chịu mấy cảnh như vậy cũng có mấy lần mình nhắn tin ý tứ nhắc nhở Lan rồi, nhưng cô ấy không nghe, thậm chí lại còn gắt lên chửi vào mặt mình. Anh buồn cười thế, anh là bạn trai em chứ có phải là bố em đâu mà hỏi em đi đâu làm gì. Anh còn còn thế nữa hả? Hai đứa chia tay đi. Em đang bận gần chết mà còn phải nghe anh cào nhào. Ừ vậy thì thôi, mình cũng biết mối tình này chẳng đi đến đâu rồi. Thế là mình mới nhờ người gửi mấy tấm ảnh này cho vợ của mấy ông chú mà Lan đang cặp kè. Chẳng cần nói cũng biết, một phụ đánh ghen trúng động ngay trước cổng trường mình đang học Lan bị năm bà vợ xúm vào, vừa đánh vừa chửi, mặt mày xương vù, son phấn tèm lem hết cả. Thế là giờ không chỉ mình, mà sinh viên cả trường biết Lan cặp kè với đàn ông đã có gia đình, đã bị người ta đánh ghen, lại còn bị bạn bè xì xào. Lan đúng là chỉ biết lấy cái mo cao úp vào mặt, chạy biến mất dạng. Sau hôm đó thì Lan cũng không liên lạc với mình nữa, chặn số rồi chặn luôn cả tin nhắn. Hỏi lớp trưởng thì thấy bảo cô người yêu trời đánh của mình xin rút hồ sơ rồi. Bị đánh ghen như thế thì ai mà còn dám đi học nữa. Mọi người coi, bình thường yêu đương mà người yêu ngoại tình cũng chỉ có một hai cái sừng thôi. Mọi người đã ai như mình chưa? Đầu một sừng thành tuần lọc rồi mà mãi mới biết. Có ai ở đây có con bạn thân như em không? Con bé nó thích bản đồ sao, thần số học, thông điệp vũ trụ với cung hoàng đạo lắm ấy. Đến mức mà người yêu nó cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những người theo tâm linh mách bảo luôn mọi người ạ. À. Chuyện là em có con bạn tên Phương Anh. Em xin phép gọi là Phanh nha, con bạn em thì từ mối tình đầu hồi cấp 3 đến giờ thì nó có cho thêm mối tình nào dù bây giờ đã là 26 tuổi rồi. Nên để kiếm người yêu, con bé đã dấn thân vào con đường tâm linh, giúp dự đoán con đường tình duyên trong tương lai. Hôm đó con bé quyết tâm xem Tarot, chị gái này là chị nó quen được do tàu ngầm lại tại nhiều nhóm tâm linh khác nhau. Kể ra chị gái này đọc cũng đúng ra phết mọi người ạ. À. Chị bảo rằng nó sẽ gặp người yêu tương lai vào tháng sau. Hai người cũng khá hợp nhau. Nhưng trong tình yêu chắc chắn sẽ có trắc trở. Nếu vượt qua được chắc chắn sẽ bền lâu. Cái phanh hí hưởng lắm. Gặp anh trai nào cũng niềm nở chào hỏi. Nói chuyện như quen biết từ lâu vậy. Về nhà con bé cũng chăm chỉ nhắn tin với các anh mập mờ. Hay mối tốt nhất để lựa ra một anh trai phù hợp. Cuối cùng, đến tầm giữa tháng đấy, cái fan có người yêu thật mới ghê chứ. Người yêu nó là anh trai nó gặp trong hội sách, anh ta nhìn có vẻ nho nhã, có học lắm nha. Em đã nhìn và đã đánh giá thì thấy cũng ok, yêu cũng là một trải nghiệm tốt, nhưng đời không như là mơ mọi người ạ. À. Mới quen nhau được 4 tháng trời thôi, thế mà đụng cái con bạn em thông báo để chia tay anh trai hội sách, với lý do anh ấy khá khó tính, kiểu tráp tráp ấy chỉ là nhìn thư xin thôi nhưng cung cự giải nên thôi luôn mọi người thấy không đến cả việc chia tay cũng xem cung hoàng đạo luôn có đến ạ à, không có chứ hại em phải nghe nó nói ra nói vào cả hai ngày trời thấy con bé có vẻ vẫn đau khổ nên em đưa ra gợi ý liền hay là tao giúp mày tìm người yêu mới trên app hẹn hò nha cũng ok đó nhưng mà hơi may rủi thôi cái phanh hứng khởi liền con bé nhờ mình tải app rồi chọn cho nó ngồi một lúc em mới chọn được một người anh trai đó cũng đồng ý luôn nhưng nó nói với em Này phải chọn anh thứ sáu nghe chưa Đó là con số chủ đạo của tao Tao thích vậy Mà mày nhớ phải xem ngày tháng năm sinh đấy Để tao tính cho đúng Ôi dồi ôi Bà chọn người nói chuyện mà cứ như chọn chồng luôn rồi vậy đó Con bé còn lấy nến thơm đốt lên Rồi đưa qua điện thoại em đủ chín cái để lấy vía Và thanh tẩy những điều không tốt Ê, à, làm riết thấy mệt ghê Nhưng mà quẹt hoài cũng đến anh thứ sáu Profile ok, cung hoàng đạo là song tử Đúng ý nó Thế là cái fan nói chuyện liền Anh này kiểu tán gái ngu ngốc với mọi người nhạt nhẽo Nhưng mà vẫn có chút hài hước ẩn sâu Cái fan với anh ấy nói chuyện qua lại được 2 tuần Mới cho nhau cơ hội gặp mặt Hôm đấy con bé mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng Thước tha như nàng thơ vậy Nhưng lần đầu gặp mặt anh ta lại đưa nó đến quán lòng bò nướng Nghe đã thấy mỏi răng rồi đấy Con bé méo mặt vì nó đang nghiện răng á mọi người Nhưng đã đi thì phải vào thôi Vừa đặt mông xuống anh trai đó bắt đầu Bé này, bé có muốn ngồi vào chỗ không ai ngồi được không Bạn em ngơ ngác nhìn Thì anh đẹp trai tiếp lời Thì ngồi vào lòng anh này Ủa gì vậy ba Mới gặp lần đầu đó đừng làm con gái như người ta sợ vậy nha Trong lúc ăn uống Ông anh có tình pha trò Nhưng mà những miếng hài đó phải gọi là nhạt hơn nước lã Và nó trước thấm vào lòng đất luôn mọi người Vì con bé niền trăng Nên đã sử dụng kéo cắt thịt rồi mới ăn Thế bạn trai phán con xanh trờn Chết dở Bé ăn gì cũng phải cắt thế này thì sao mà ăn anh được ăn anh phải ăn cả miếng mới thấy ngon hết vui rồi nha anh ai có nhu cầu với anh trai chứ còn bạn em nó cười sượng rồi chuyển chủ đề luôn nó chỉ cố gắng ngồi đấy cho hết bữa ăn rồi vội vàng bảo có việc gấp cầm về nhà để trốn thoát hay số cũng hẩm hiu gớm tâm linh quá cơ vớ phải hai anh cứ phải gọi là không có điểm để chấm nhưng mà em phải trao giải thưởng vua lì đòn cho phanh thôi mọi người ạ à. lần này chấn động hơn nó ngồi coi bói bày tay suốt hai tiếng đồng hồ rồi đi ra với kết luận đi vào lòng đất bài bảo cái phanh phải đi sửa mũi thì chắc chắn gặp chồng tương lai trời ơi em cạn lời luôn bài nào bảo nó đi sửa mũi vậy thì nó quay qua ý là ta phải nâng cấp bản thân trở nên xinh đẹp thì đương nhiên cách nhanh nhất là can thiệp giao kéo rồi đúng lúc ta cũng đang muốn sửa mũi cứu con bạn em khỏi sự ảo ma này với ạ à. nó có cần phải làm đến mức này không bài nói một đằng nó luận theo một nẻo luôn mà vậy là chuyện nó đã quyết nó làm thật mọi người ơi vài tuần sau nó đi nâng mũi bác sĩ ở đó trùng hợp cũng là nam luôn anh ấy tư vấn cũng rất tận tình hỏi hang thông tin thì đúng anh ấy chưa có người yêu chưa có vợ luôn thời tới thời tới sau khi phẫu thuật xong em chăm sóc nó kỹ càng nhưng một hôm em bận việc nên không qua viện được đành phải nhờ anh bác sĩ của nó anh bác sĩ rất chi là nhiệt tình cũng qua chăm sóc hỏi hang còn đi mua cháo cho nó nữa bạn ơi tình yêu của bạn đến rồi này sau vụ nâng mũi hai người cũng quen nhau luôn đến thời điểm hiện tại là được 8 tháng rồi hai đứa nó còn sắp cưới nữa luôn đúng là ảo ma thật chứ thôi thì âu cũng là cái số cuối cùng cũng tìm được người phù hợp lại yêu thương mình hết mực hệ tâm linh này xin phép được dừng lại nha bạn phanh của tôi sang tháng bạn cưới rồi chúc bạn hạnh phúc nha Chào mọi người, đã ai đi first day buổi đầu không được khen xin mà còn bị chê đầu tóc em bết quá, trông như quả trứng vịt lộn bao giờ chưa? Chắc là trần đời chỉ có một mình mình bậy vậy thôi á. Mình xin giới thiệu qua một chút, mình là sinh viên năm cuối, mọi người nhận xét là khá xinh xắn, còn mình tự thấy mình sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu Con gái có những cái nét tối thiểu à, thì cũng là đủ tiêu chí để có người yêu rồi đúng không ạ? À? Nhưng mà không, đến năm nay 21 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, mình đã tưởng tượng rồi sẽ có một ngày mình gặp định mệnh của cuộc đời, sẽ đi hẹn hò thật ngọt ngào lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, nhưng không mọi người ạ lần đầu tiên hẹn hò với trai không như trong mơ. Câu chuyện diễn ra khoảng hơn 2 tuần trước, khi trời vào thu mà vẫn nắng nóng gây gắt. Anh này là người quen của anh trai mình. Mình và anh này làm quen qua Facebook, nói chuyện qua Mess được 2 tuần thì thấy cũng khá hợp. Kẻ tung người hứng, anh này trông cũng cao to, sáng sủa. Sau mấy lần anh ngỏ lời đi chơi thì mình cũng đồng ý là lần đầu hai đứa gặp nhau. Mà mọi người biết rồi đó, đợt vừa rồi nắng to thế nào, cháy da cháy thịt ra, không hiểu sao bắt đi đét ban ngày mình bảo đét tối thì anh kêu anh bận tăng ca cả tuần chả hiểu làm lụng gì mà vất vả thế thế là hôm đấy mình từ chỗ làm xong ra chỗ anh ấy hẹn anh bí mật không cho mình biết là anh đưa mình đi đâu nên chỉ đưa mình địa chỉ và bảo qua đó cứ nghĩ ít nhất cũng được vào quán ăn có điều hòa ăn gì đơn giản cũng được nhưng éo mình ngỡ ngàng khi tìm đến đúng địa chỉ đó nói là quán phở mọi người ạ à. và éo có điều hòa cay vãi, mình vả vã hết mồ hôi mà tóc mình lại thưa, đầu thì dầu nên nắng nôi cái là bết ngay. Ngay khi phát hiện đầu mình nóng và bết thì mình đã gọi anh ấy, anh ơi tí em có việc gấp hay là để hôm khác được không anh? Mặc dù mình đã đứng sẵn trước cửa quán rồi, vừa tránh đầu bết lại vừa tránh nóng, nhưng anh nhất quyết giữ mình ở lại, bảo đến rồi thì phải ăn chứ. Nghe thế thì từ chối sao được, nên mình đổ xe trước cửa quán, chỉ chỗ để xe Nhưng đến lúc mình cởi mũ bảo hiểm ra Thì anh nhìn mình đứng hình một lúc Xong hai đứa lên ăn phở Và các bạn biết gì không Trong suốt câu chuyện thì chủ đề chính là quả đầu bếp của mình Chắc đi đường em nóng lắm nhỉ Mình ngượng ngùng bảo Vâng ạ Sau một hồi im im không ai nói câu gì Anh tiếp tóc em thưa nhỉ Đù má vô duyên vãi Vì là bạn anh mình nên mình nể lễ phép bảo vâng ạ Tưởng đâu anh ta sẽ dừng lại Mà không ngờ vô duyên nói tiếp Chắc nhà em ghen tóc thưa cái lúc em bỏ mũ bảo hiểm ra trong buồn cười lắm, trông khá cực. Mình ngớ người, mới hỏi khác chỗ nào. Thì anh thất thanh lên, đầu tóc em bết quá, trông như quả trứng vịt lộn mà bị già rồi Mình đến đây, đùa định đứng dậy ngay, nhưng thôi cố nhịn cho đến khi anh ta nói tiếp. Lần sau đi như này thì em nhớ gội đầu nha, con gái mà để đầu như này. Đến lúc này, mình cầm túi đứng dậy bảo, vâng. Giờ em có việc phải về, anh ở lại nha Anh tự xem lại bản thân mình đi Trong đầu tóc bù xù chẳng có khác gì mấy đứa lông bông ngoài đường không Mà mở mồm ra phán xét người khác Sống bớt khẩu nghiệp và tích đức đi Xong mình đứng dậy, để lại 50.000 thanh toán tiền nước rồi lấy xe đi về. Và tất nhiên mình block ông ấy luôn. Đùa chứ lần đầu gặp nhau mà như vậy thì mọi người bảo chịu nổi không? Biết là mình sai khi mang quả đầu bếp đến rồi. Nhưng mà có cần thiết phải nói đi nói lại rồi dặn dò mình vậy không? Mình có sai ở đâu không mọi người? Chứ đấy là cơ địa mình rồi mắc gì phải chê bai thậm tệ như vậy. Chị biết em bỏ 10 năm yêu Đạt. Nhưng bây giờ Đạt yêu chị mới chết chứ. Chị biết làm gì bây giờ Lẽ chị kêu Đạt bỏ chị đi Chị cũng yêu Đạt mà Mồm anh thì bên em đời đời kiếp kiếp Sau lưng em anh chốt đơn liền Cô bé U50 mới ly hôn chồng Em tên là Trân Quen được anh người yêu tên Đạt qua giới thiệu của bạn bè Tụi em yêu nhau 8 năm Bonus thêm 2 năm sống thử nữa Trên tay em còn nhẫn đính hôn Mà chính ổng quỳ xuống đeo cho em Giờ tụi em chỉ nợ nhau cái danh phận thôi, nhưng đùng cái 10 năm của em tan thành gió bay. Vào tuần trước em có chủ bạn đi ăn quán ốc lề đường, đang ăn vui thì kiểu nào em thấy Đạt cầm con AB, đổ bô, chở một con đào ưỡng mông ngồi đằng sau. Ông chạy nẹt khói qua mặt em luôn mấy bà, em kiểu đứng hình không hiểu chuyện gì, còn tính chửi thằng khứa nào chạy xe ẩu. Ôi là trời, em còn nghĩ là nhầm người, do nhà em làm gì có xe AB, nhưng cái độ tin mắt 10 trên 10 của bạn thân em, đứa làm chung công ty với người yêu em hét lên. Ê, cái biển số xe XXX của quản lý mới phòng tao kìa, hèn chi tướng ưỡng ưỡng thế quen quen, mà thằng nào cầm lái giống thằng Đạt như mày. Tới đó là em thấy nhức cái đầu ngang rồi, nghe cái biển số xe của bà quản lý là em biết tam tai đợi em tới rồi đó. Đúng là tình cảm 10 năm vụn vỡ trong một ngày Em nghe con bạn thân kể Là bồ em và quản lý trên công ty thân nhau Kẻ nói người hứng Chỉ cần là ông Đạt Thì cái gì bà cũng chịu hết Em biết thêm là bà có một đời chồng Hiện là mẹ đơn thân U50 nên da bà lão hóa hết rồi Nó còn bồi thêm câu Tao thấy mẹ mày còn đẹp hơn bà nữa nghe con bạn nhận xét mà em hoài nghi nhân sinh luôn kiểu cũng tức nhưng mà chọn người nào nó xem xem em tí ngang ngửa mẹ em ai mà chịu nổi được em về nhà nhìn ổng ngồi chát chít cười cười em vừa buồn mà vừa muốn đập thằng quỷ một trận ra hồn loại người xem tình cảm 10 năm là cỏ rác em trao nó bao nhiêu tin tưởng thì nó đem đi bỏ hết để quen một người đáng tuổi mẹ em em có xuống nước hỏi thẳng ổng để có gì hai bên giải quyết em hỏi mấy ổng là anh có giấu em chuyện gì không đà Bình thường nghe em hỏi là trén cụp người xin lỗi rồi Nhưng hôm nay em hỏi tới lần thứ ba Mà mặt còn kênh kênh bảo em là Linh tinh gì nữa đấy Giận hờn thì để bữa khác Nên anh đang bận công chuyện À công chuyện của anh là chăm sóc cô bé U50 Cao mét 60 nặng 55kg Và đặc biệt hơn công chuyện tên là Huyền Baby chứ gì Em điều tra một phát là biết hết thông tin của bà Em nhìn Đạt cười cười nói nói Lâu lâu còn trốn em con video với bả. Trời đất chứng giám, tình 10 năm em trao đổi với thằng này như gió thoảng qua đầu. Giờ nó chơi chán nên chuyển qua làm phi công luôn. Em nhẫn nhịn, hẹn gặp mặt hai mặt một lời với chị quản lý. Em muốn khẳng định chủ quyền, nhưng bà nói thẳng em là chị biết em bỏ 10 năm yêu Đạt, nhưng bây giờ Đạt yêu chị mới chết chứ. Chị biết làm gì bây giờ? Lẽ kêu Đạt bỏ chị đi, chị cũng yêu Đạt mà. Em lên máu não ngay buổi hẹn cà phê hôm đó. Nghe bà thách đểu em không trượt phát nào. Kiểu chị được yêu là chị có quyền. Mười năm của em không là gì đối với chị cả. Phụ nữ với nhau, nhưng mà bà không muốn thông cảm cho em. Gừng càng già càng cay, bà đâm chọt câu nào là em cứng họng câu đó. Bà nói xéo em xong thì cầm túi Chanel hàng chợ đi về. Em cũng đâu phải dặn vừa mà để im bà ăn hiếp ngay hôm sau em hẹn ba mẹ đạt ra cà phê nói chuyện em nói dối là bàn chuyện kết hôn em còn hẹn thẳng bà quản lý thêm một lần nữa để ba mặt một lời có cả đạt lúc em đang nói chuyện với bố mẹ đạt thì bà tới đứng trước mặt ba mẹ đạt bà chẳng nể nang còn hét thẳng vào em hai người này lại like. hẹn tôi trên đây để nói chuyện cơ mà còn anh đạt đâu ba mẹ đạt nghe tên con trai mình mà há hốc mồm mẹ đạt kiểu đúng rợn da gà khi nghe bà nói Người có thâm niên nhìn là hiểu chuyện ngay Em không vòng vo giới thiệu Giới thiệu với hai bác bạn gái mới của con trai của hai bác ạ à. Em biết sẽ đau lòng Nhưng người đau nhất là em nè Biểu cảm bất ngờ của họ làm em đau Chứ chẳng vui sướng gì Bà quản lý ngạc nhiên không kém gì họ Em lấy trong túi sách ra hai tấm ảnh vào nhà nghỉ Kèm lố tin nhắn riêng ngọt ngào của hai người đập lên bàn Bố mẹ Đạt xem xong Nhìn em ánh mắt rất khó tả Còn mắng xéo là Sống nửa đời rồi Còn phá hạnh phúc của hai đứa trẻ coi nghiệp chướng không chứ Mẹ đạt giọng tức Nhìn bà quản lý đứng chôn chân Còn bác trai thì chưa động tĩnh gì Đàn ông họ luôn bình tĩnh Nhưng em biết tính bác trai chỉ nghe mồm con trai xác nhận thôi Nên em có hẹn đạt đến trễ hơn Đúng như kế hoạch đạt đến sau Thấy cảnh ghệ mới bị mẹ chửi Đạt tráng giả nai hỏi tình hình Chuyện gì vậy? Tại sao chị lại đi? Cả bố mẹ nữa Em đưa cho anh xem hai tấm ảnh chụp anh đi nhà nghỉ với bà, còn đống tin nhắn mập mờ mập trỏ trên bàn. Ông hoảng hốt nhìn mọi người kiểu, không biết chối gì nữa. Còn bà quản lý xà nẹo, xà nẹo ôm Đạt nói, em sợ, mẹ anh Đạt phát lôi bả ra. Còn Đạt thì bảo vệ bả mà xô mẹ anh ngã. Thấy có hiếu với gái ghê chưa? Em tự lượng về nhà cho tịnh tâm. Sau đó em tung mảnh hai người vào phố trên mạng xã hội. Thì bạn em làm chung công ty vào xe. Một bài xe mà cả công ty ổng biết hết chuyện. Ổng mang danh cấm sườn người yêu. Còn bà quản lý bị đồn. Cướp bồ, Nghe đâu đồn lên tận cấp trên Cả hai ăn biên bản Bả thì bị gián chức còn Đạt thì em không biết Chuyện đến bây giờ bố mẹ Đạt xin lỗi em rồi Nhưng mà em chưa thấy động tĩnh gì ở Đạt cả Mày biết cái con ông Minh bà Hằng không? Ừ, tôi thấy hả nó hay đi đêm về hôm mà lúc nào cũng có ô tô đưa đón. Khéo lại đi cặp bồ với ông sếp nào rồi đó. Đấy, lại cả cái thằng Hải nữa. Mặt mày đằng đằng sát khí như thế, khéo lên thành phố làm cầm đồ thu hộ. Về quê lại tắt quai tắt quái. Tắc quái. Mỗi lần đi qua chỗ nào có bà Mai đứng đó là y như rằng em sẽ nghe được chuyện gì đó giật gân. Đây thì ngoại tình, Mai thì trộm cắp, mốt lại có ai hút chích. Chuyện gì bà Mai bà cũng biết hết, mà cẩn gì biết, phải nói là chuyện gì bà ấy cũng bịa ra được. Hở ra là bắt đầu soi mói mọi người từ đầu đến chân, rồi nghĩ ra đủ thứ chuyện để ngồi lê đôi mắt. Khéo con trùi cái bay qua bảy cũng phải soi xem là nó có cặp với hai con trùi được một lúc không ấy chứ. Ít mồm, ít miệng thì mới yên ấm được. Đằng này bà Mai vừa lắm mồm lại còn thần điêu đại biệt. Có lần bảy đồ một ông anh trong làng đánh vợ, làm cả nhà chị vợ kéo sang đánh ông chồng nằm ngất ra đó. Chị vợ đi làm về tá hỏa, khóc hết nước mắt, hai vợ chồng có đánh mắng nhau bao giờ. Mỗi một lần dạy con không hiểu nên lớn tiếng mà bà Mai mới đồn ác miệng để nên nông nổi đó đó không chỉ một hai lần, trong xóm khéo có 10 nhà thì phải chín nhà lục đục cãi cọ, vì bà Mai đồn thổi linh tinh, chả hiểu sao bảy buôn chuyện năng suất dậy luôn. Riêng nhà con bé Nhi là bảy ghét nhất nên càng hay lấy ra xỉa sói. Nhi học lớp 12, năm nay thi đại học. Con bé có khiếu nghệ thuật nên nhuộm tóc và có vài hình xăm. Điều này như tư liệu sống dồi dào cho bà Mai biên kịch. Cái con Nhi đấy, bé tí tuổi đầu mà đầu tóc xanh đỏ, xăm trổ, hận tình, dáng đứng thì ổng ẹo, không làm nghề nằm ngửa từ sớm thì tao chớ kể làm người. Cứ lặp đi lặp lại như thế, bà Mai hay bịa thật đấy, nhưng mà đồn nhiều thì cũng nhiều người tin. Chuyện cái Nhi càng bị xì xào bàn tán khắp nơi, bố mẹ con bé cũng có học nên không muốn làng sớm xích mít, cứ nhịn bà Mai suốt, bà Mai càng được nước làm tới bố mẹ con Nhi đồng ý cho nó đi làm gái kiếm tiền xây nhà đấy. Bố mẹ gì không biết chẳng bù cho tôi lúc nào cũng vì con vì cái. Mà con tôi nó lại thương tôi lắm. Tháng nó làm mấy ngàn đô trên thành phố, toàn gửi về hết cho tôi. Bà Mai cà khịa mốc mỉa con người khác, nhưng vẫn không quên khen đứa con trai quý tử mà bà rất tự hào. Bà Mai còn chắc mẩm sau khi thi đại học, điểm của Nhi sẽ làm bà có thêm chuyện mà nói mốc đây. Thế mà hôm có điểm bà Mai mò sang, con bé Nhi thò cái đầu hơi vàng hoe ra nói to. Mực đâu, ai lắm mồm thì cắn cho chị. Từ hồi chị cầm kết quả 27 điểm rưỡi, chưa thấy ngán ai bao giờ. Bà Mai nghe thế chột dạ, cây nhi cứ nói vọng theo sau lưng bà ấy. Ơ, bác Mai, bác không vào xem điểm chúc mừng cháu à? Cứ nằm ngửa mà cũng được 27 điểm bác ha. Con bé nghiến hai chữ nằm ngửa khiến ai đi qua cũng phải bật cười. Đúng là năm tam tai của bà Mai, được mấy hôm. Thì thằng con trai quý hóa của bà từ thành phố về, Bà Mai vẫn đi khắp nơi khoe lên khoe xuống. Con trai tôi ấy à, nói lên thành phố làm đến chức gì mà CEO, CEO mẹ ạ à. Ông con trai tự hào khoát tay mẹ nói thế. Hai mẹ con đều vên vang tự đắc làm người nghe sượng trân hết cả lên. Anh ta về quê mấy hôm, thấy mang cặp da tóc bóng lộn đi thăm đủ các nhà trong xóm. Được một tuần sau thì thấy bà Mai đi đâu lén lút, tay ôm một cái túi vải đen to về nhà. Ngay đêm đó, cái nhi đi ăn mừng thi đổ về, thấy thằng cha lên xe vội vã đi trong đêm, nhưng cũng chẳng cho là đáng chú ý. Bà Mai đâu? Bà Mai đâu ra đây? chòm sớm ồn ả hết cả lên bao nhiêu người ra hóng hết xem có chuyện gì bà mai đầu bù tóc trối hốt hoảng bị mấy ông bà trong sớm lôi xình sệt ra cửa bà nói đi thằng con trai bà đâu nó bảo cả sớm đầu tư tiền nó trả lãi gấp ba bây giờ tiền đâu gọi điện thì không nghe máy người thì không có nhà lừa đảo khốn nạn phải không bà mai vẫn đanh mồm gào lên chúng mày đừng có vu oan giá họa cho con trai bà nó là ceo nó không có phải lừa tiền ai hết thế bà gọi nó đi gọi về đi Bà Mai trung chảy cầm điện thoại lên gọi, bao nhiêu hồi chuông đổ vẫn không ai nhấc máy. Có người vào hẳn nhà lục lọi xong gào lên, nói để lại thư này. Trong thư ông con trai bảo nợ nần quá nên đến bước đường cùng rồi, giờ có tìm được cũng chỉ lấy mạng ra trả chứ không có tiền. Thế là đúng quân lừa đảo rồi. Bà Mai khóc tru tréo lên bởi chính bà ta cũng bị con trai lừa hết tiền dưỡng già. Cái bọc đen hôm trước là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà ta, còn thêm cả sổ đỏ mảnh đất nữa làng sớm xôn sao đấy đến mẹ mình nó còn lừa khéo xuống lỗ giờ còn chả có tiền mua manh chiếu mà đắp người làng thấy tình cảnh vậy chỉ có thể báo cảnh sát mọi người cũng hơi động lòng thương bà mai nuôi ông tay áo thế mà mấy hôm sau bà ta mạnh mồm khó ở vẫn gào lên vì sĩ diện đừng nói động đến con trai tao nó tài giỏi rồi nó sẽ giàu chúng bà chỉ biết khinh người còn hơn cái nhà nào đó để con gái làm ăn không chính đáng nằm ngửa ăn tiền lần này bố mẹ nhi không chịu nổi nữa Mẹ Nhi dội một xô nước lau nhà lên người bà Mai, chỉ thẳng mặt nói, con gái tôi thế nào tôi biết, nó ăn học giỏi giang cả làng công nhận, ai như nó mà còn phải đi làm gái. Còn cái ngữ bà ấy, mồm miệng không để phúc cho con, cho nên là thằng quý tử mới là thằng vỡ nợ. Mẹ cái Nhi khoanh tay lườm bà Mai, tôi nói cho bà biết, con tôi nó có xăm kính mình, nhộm đầu cả bản màu cũng không phải việc của nhà bà. Mẹ cái Nhi dơ chổi lên dọa đánh, bà Mai coi trúng lại như miếng dẻ lao, thôi lượng đi cho khuất mắt. Cứ nghĩ đến lời cay nghiệp của bà Mai là tức anh ách, thành ra cả tháng trời cứ thi thoảng, mẹ cái Nhi lại nói vọng sang: "Chị Mai ơi, thằng Huy nhà chị nợ bao nhiêu tiền ấy nhờ? "Ôi chị ơi mấy ngàn đô một tháng." Chị Bảo hóa ra là nợ mấy ngàn đô một tháng à. "Ôi con trai chị khéo đi làm bồ mấy bà U60 là kiếm đủ tiền trả nợ ấy chứ." Hóa ra là tôi bị lừa. Chào các bạn, ở đây có ai cưới xong mới tá hỏa phát hiện ra là cưới ngỡ mình là con cáo nhưng thật ra lại là chồng nho không? Cho tôi xin một cánh tay đi tôi trước à nha. Chuyện là hôm nay tôi đi liên hoan với công ty, có vô tình ngồi gần một đồng nghiệp nữ. Lúc chụp hình up Facebook thì có khoát tay xíu xíu chứ cũng không có gì đâu. Mặc dù tôi nghĩ là không có gì nhưng vợ tôi lại không nghĩ như thế. Nhậu xương xương vài ly, lúc về nhà thì vợ đã dọn sẵn cái sofa cho tôi nằm ngủ rồi. Oan thế chứ lị, đã đi cày cuốc mệt mỏi cả ngày rồi mà tối về vợ còn bắt ngủ sofa vì mấy cái lý do này nữa cơ chứ sofa vừa cứng vừa lạnh vừa không thoải mái lại nhớ vợ nữa nằm mãi không yên thế là tôi liền nghĩ ra một cách để có thể vào giường ngủ cùng vợ chợt nhớ là vợ tôi sợ ma lắm khi còn yêu nhau mỗi lần chở em đi chơi tối là em lại nép sát vào người tôi ôm eo cứng ngắc luôn miệng bảo tôi em sợ ma lắm anh ạ à. tôi biết em nhát nên cũng hay hù ma trêu em mỗi lần như thế em đều nhảy cẩn lên mà ôm chặt lấy tôi luôn sướng lắm các bạn ạ à. đến điểm nhất là một lần nọ Tôi qua phòng trọ em chơi Em thì ở một mình thôi Thế là tôi liền rủ em đi xem phim ma cùng tôi Đàn ông mà Nên thú thật là tôi cũng có ý đồ với em một tí Nghĩ là em sẽ từ chối Nào ngờ em đồng ý cái rụp luôn Hai đứa cứ thế xem phim ma Mỗi lần có cảnh gì sợ sợ một tí là em lại ôm tay tôi Ta nói khi ấy dây thần kinh nổi cảm xúc dâng trào luôn Đêm đó xem phim ma xong thì em bảo Em sợ lắm Giờ không ngủ một mình được đâu Anh rủ em xem phim ma Giờ làm em sợ rồi Thì anh phải có trách nhiệm mà nha Chết thiệt chứ Bạn gái nói thế thì chết thiệt Tôi đành ngủ lại với em một đêm thôi chứ sao Đàn ông là phải trách nhiệm mà Nhớ đêm ấy cũng như đêm nay Em ngủ trong phòng Còn tôi ngủ ngoài sofa Nửa đêm thì gặp ác mộng chạy từ trong phòng ra sofa ôm chầm lấy tôi Còn nói là do xem phim ma nên ám ảnh Nam nữ yêu nhau lâu ngày Mở riêng tư trong phòng Bạn gái lại còn yếu đuối liên tục Nép vào người mình thế kia Thì tôi đố ông nào chịu nổi đấy Vậy là đêm đó chuyện gì đến cũng đến đúng 3 tháng sau, hai vạch bác sĩ bảo cưới là bọn tôi cưới luôn. Thì đã nói rồi, đàn ông là phải trách nhiệm mà. Nghĩ là làm, tôi bật tivi xem phim ma và cố tình mở tiếng lớn lên cho vợ nghe. "Dào ơi, cái âm thanh hú hú tôi nghe mà rợn hết da gà." Một lúc sau, cá cắn câu, vợ chạy từ phòng ngủ ra sofa thật, cơ mà tôi chưa kịp vui mừng thì vợ đã đập cái gối vào đầu tôi. "Tối rồi, xem phim thì bật khẽ khẽ thôi, để bà con ngủ." Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình tivi. Lúc này ma nữ xuất hiện tóc xỏa dài, cái đầu thì đang xoay 180 độ vặn ngược ra phía sau, cặp mắt thì đẫm máu, nhìn sơ muốn đái ra quần. Cơ mà vợ tôi vẫn tỉnh lắm, chẳng có chút gì là lo sợ luôn. Ơ, à, kinh thế mà em không sợ à? Vợ ngơ ngác Ôi ma cỏ gì tầm này, có gì đâu mà sợ. Ơ, à, anh nhớ lúc yêu nhau em sợ ma lắm mà, toàn nét vào người anh thôi. Nghe đến đây, gương mặt vợ tôi biểu hiện ra thái độ ấy chết lỡ lời, rồi vợ bắt đầu cười gian manh thì lúc trước sợ bây giờ hết sợ được chưa? Ủa sao anh nghe nó cứ sai sai thế nhỉ? Sao nghe có mùi anh bị cho vô trọng thế nhỉ? Vợ hắn giọng Cho anh vô trọng là thế nào? Đừng nói với em là lúc đó anh không sung sướng nha. Nói rồi, vợ bỏ tôi đi vào phòng ngủ luôn. Vậy là tôi bị lừa thật rồi mấy bạn ơi. Tức thiệt mà thôi, chuyện ai dụ ai tính sau đi. Giờ tính chuyện xin vợ cho vô nằm giường chứ nằm ở sofa nhớ lại cảnh ma nữ lúc nãy mà ráng quá không ngủ được luôn mấy bạn ơi cô đơn đến giờ vì bị mồ hôi tay chân. Chào mọi người, em là Nam. Nói ra thì cũng ngại, bởi vì làm gì có ai muốn để thiên hạ biết về cái xấu của mình đâu. Đến nay em đã 22 tuổi, sinh viên năm cuối, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Thì mọi người cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi đúng không ạ? À? Cái số nó nhọn từ bé đến lớn. Từ khi lọt lòng, em đã bị ra mồ hôi tay chân bẩm sinh. Tưởng lớn lên sẽ hết, nhưng ai ngờ nó đeo bám em đến tận đại học bây giờ. Đau khổ hơn là chưa có mối tình nào vượt quá sau hai lần đi chơi cả Chỉ vì em có mồ hội tay chân Em cũng là con người Không thể nào từ trước đến giờ chưa để ý ai được Nhưng từ hồi cấp 3 đến giờ Em cũng thích mấy bạn Nhưng cũng chóng vánh lắm Lúc tán tỉnh thì đương nhiên sẽ nhắn tin trước rồi Sau đó là hẹn đi chơi để xem tính cách Và ứng xử bên ngoài của nhau thế nào Nếu hợp thì mới tiến tới yêu đương được Nhưng em chỉ vì dừng đúng được Đến cái vòng hẹn đi chơi tìm hiểu Không hơn được Vì mỗi lần như thế em rất tự ti giao tiếp cứ ngồi gần nhau là mồ hôi tay xả như nước lũ theo thói quen em lấy giấy thấm mồ hôi nhưng do quá nhiều mồ hôi nên giấy nhanh hết kinh khủng thế là các bạn ấy thấy vậy cũng sợ chưa hết đâu mồ hôi tay thôi còn đỡ em là chúa tể đang đuổi bị đủ cả từ mồ hôi chân tới mồ hôi nách ai từ đông sang hè không sót mùa nào mùa đông đi dày mặc áo nhiều lớp còn đỡ, chứ đến mùa hè thì em cũng không chịu nổi chính mình. Ngồi quạt trong phòng điều hòa, mồ hôi nách cũng túa ra như tắm. Đi kèm đó là mùi hôi kinh khủng. Mặc dù em tắm rửa rất sạch sẽ, đã tìm những phương pháp chữa trị và mỗi khi đi chơi đều lăn khử mùi, nhưng thực sự không có tác dụng. Có xịt nước hoa thì mùi hôi nách cũng sẽ ám lên mùi nước hoa thôi. Chân thì cũng hôi luôn, thối âm ấy chứ. Mỗi lần đi đâu về tháo giày ra là em chạy đi rửa chân 3-4 lần cũng không hết mùi. Có một vài bạn nữ sau khi đi chơi với em về còn thẳng thắn bảo Người cậu mùi quá, cậu đi hơn chút nha Tớ không có ý gì, nhưng nói ra cho cậu chuẩn bị để mà tự tin hơn ấy Tự tin cái quần gì vậy trời Dán tiếp tác cho em gáo nước lạnh vào mặt chứ còn gì Đã tự ti thì chớ Kể từ ngày nhận được câu nói định mệnh ấy Em quyết định không tán tỉnh và yêu thêm ai cả Và cứ thế, em sống qua ngày đến tận bây giờ mà éo có sự đụng chạm nào cả Nhiều lúc các bạn nữ đụng vào tay em mà giật bắn cả người ngày ngày trôi qua, sự chán nản tăng thêm, vậy lại mê đến tận bây giờ. Chuyện tình của em nó cứ khổ cực sao sao ấy. Nói về em cũng không phải đẹp trai men lì gì đâu, nhưng được cái gái nhìn vào cũng mừng. Nhiều lúc có em xin số điện thoại tán tỉnh này nọ, mà cứ nghĩ đến cái thân phận em là chẳng ai muốn quen đâu ạ. À. Chắc học xong phải đi phẫu thuật thôi, chứ em không cô đơn vì tự ti quá. Có bác nào trong hoàn cảnh của em thì cùng chia sẻ nha. Có cách gì giúp em không ạ? À? Cứu em với, chứ vụ hôi nách thì chỉ có rời cứu thật hồi yêu nhau vợ tôi hay hỏi anh yêu ai nhất để khi tôi trả lời anh yêu em nhất thì cô ấy hạnh phúc cười hì hì rồi ôm tôi lấy vợ nhau có bầu cô ấy cũng hỏi anh yêu ai nhất thì tôi vẫn trả lời anh yêu em nhất thì vợ lại phụng phịu không phải có em bé anh yêu con nhất anh lại cho em ra rìa chứ gì xong lại dặn mình anh yêu con nhưng vẫn phải yêu em nhất nhé sao vợ tôi đáng yêu thế nhỉ còn định tranh tình yêu của tôi với con cơ đấy. Nhưng mà sau đó, nỗi lo ai ra rìa của vợ tôi lại biến thành của tôi. Tôi chính thức bị vợ cho ra chuồng gà. Làm gì có cửa mà tranh tình yêu của vợ với tên nhóc nhà tôi. Hồi mới đẻ, ban đêm con đói chỉ cần oe oe một tiếng thôi. Dù vợ có buồn ngủ đến mấy, cũng bật dậy cho con bú rồi pha sữa cho con. Thế mà hồi trước bảo yêu tôi nhất, mà đêm tôi đói, nhờ vợ nấu hộ gói mì thì vợ lại bảo Bụng đói là của anh mà, Dậy tự mà nấu Tôi cũng muốn là một người bố yêu thương con Nên cũng cố gắng gần gũi và chơi với con Mẹ bé thì nhóc vui vẻ, nhoảng miệng cười Nhưng đến khi bố bé thì nhóc lại bày ra cái vẻ mặt không thích Bố gọi thì quay mong đi Chỉ khi bố cho nghe nhạc Baby sách Tu Du Tu Du Thì mới cho bố muốn bé, muốn thơm gì cũng được Lớn hơn một chút, nhóc phải gửi đi trẻ Mỗi sáng khi chuẩn bị đi làm Vợ tôi sẽ thơm má con cái chóc Rồi bảo Cô cưng của mẹ hôm nay đi học ngoan rồi nha mà tôi đứng đó hỏi vợ Em không thơm anh à Thì vợ lại phủ phàng Anh lớn bằng đấy rồi còn đòi thơm Chuẩn bị cho con đến trường đi Vì công việc của tôi là kinh doanh online Nên tôi làm ở nhà Nên việc cơm nước đưa đón con sẽ là tôi chịu trách nhiệm Dù bận rộn với công việc thế nào Thì tôi cũng vẫn cố gắng dành thời gian Để chăm sóc con thật tốt Cho con ăn uống rồi đón con Cứ tưởng dành thời gian cho con nhiều Con sẽ hiểu Thế mà mỗi khi hỏi Sóc yêu ai Thì nhóc lại trả lời không cần suy nghĩ Sóc yêu mẹ Xong tôi cố vớt vát khỏi Thì Sóc có yêu bố không Thì nhóc phủ phàng Không ạ à? Đấy có cây không cơ chứ Nhưng không sao Mọi thứ đều có cách của nó Tôi liền dụ Bố mua cho con thật nhiều ô tô Thật nhiều siêu nhân Nhóc mới nhoẻn miệng cười Thế thì con yêu cả bố nữa Để cho con ngủ riêng Tôi làm tư tưởng cho con Sóc là con trai Sau này sẽ bảo vệ bố mẹ Nên Sóc phải mạnh mẽ Nên từ giờ Sắp phải ngủ một mình nha Nó tỉnh bơ đáp lại Bố cũng là con trai Sao bố không ngủ riêng Sao bố ngủ với mẹ Thế là bố là con trai nhắc gan à Ây chà, Con ai mà lại trả trêu với bố cơ đấy Tôi đáp Mẹ là vợ của bố Thì bố được ngủ cùng Con lấy vợ đi Rồi ngủ với vợ con ấy Cứ đòi ngủ với mẹ làm gì Thế là từ hôm đó Nó đòi vợ chồng tôi lấy vợ cho nó thật các ông ạ à? Đến chết với tên nhóc này Bao đêm tôi lừa nó ngủ, bế nó về phòng riêng, nhưng không hiểu bằng cách nào sáng dậy đang quơ quơ tay. Ôm vợ thì giặt mình thấy tên nhóc đã ôm hộ mất rồi. Và giờ trong mắt vợ tôi, lúc nào cũng chỉ có con trai yêu của mẹ, bảo bố đẹp trai của mẹ. Ngày trước thì đam mê mua sắm quần áo mỹ phẩm cho bản thân lắm. Giờ mỗi lần đi ship đến lại là quần áo cho sóc nhỏ, giày cho sóc nhỏ đó anh. Vợ tôi còn sẵn sàng cắt giảm luôn tiền hàng tháng đi uống bia của tôi, để đổi thành tiền mua đồ ăn dặm cho con tên nhóc được mẹ cưng như thế nên dĩ nhiên là theo phe mẹ rồi và rất thích bắt lỗi bố thế tôi làm gì sai là đã lon ton chạy đến mắt mẹ nào là bố hư làm gãi cành hoa của mẹ bố khen cô giáo con xinh lắm bố hôm nay làm vỡ cốc. ôi trời tôi đến chịu mất thôi sau bao năm sống cảnh ra rìa trong chính gia đình của mình tôi đã quyết định phải tìm cho mình đồng minh thì sau bao lần lừa được thằng con sang phòng ngủ riêng tôi đã làm cho vợ bầu bé thứ hai Ngày nào tôi cũng cầu khấn tổ tiên cho bé thứ hai là một cô tiểu công chúa. Rồi bố và con gái hằng ngày quấn quýt nhau, cho mẹ con nhà sắp tức chơi. Nhưng mà hôm nay vợ tôi đi khám về, hí hững khoe tôi. Anh ơi, vậy là em vẫn được sinh gái nhất nhà rồi. Sắp của em trai đấy. <laughs> Anh phải cố gắng lên để cày hai cái nhà cho các con lấy vợ nha. Giờ thì các bác biết mặt tôi như nào rồi đấy. Buồn còn hơn cả các cụ mất sổ gạo. Tôi biết rằng thứ hạng yêu thương trong lòng vợ thì tôi lại bị xuống thêm một bậc nữa rồi ôi trời ơi con phải sống kiếp ra rìa mãi sao